Để tạo bất ngờ cho Ngọc Vân trong ngày sinh nhật, Khải đã bí mật và bất ngờ mời đến gara nhóm nhạc mà em gái mình yêu thích. Đây cũng chính là lý do Đa Láp xuất hiện trong bộ phim này. Trong bữa tiệc sinh nhật, Đa Láp mang tới gara hạnh phúc hai bài hát, trong đó Từ ngày em đến được giữ nguyên bản gốc, còn ca khúc Thở được nhóm viết lại lời cho phù hợp với các nhân vật và diễn biến của phim. Như bộ phim vừa bắt đầu, ta cần một chút gió giữa trời ngang lời hoàng hôn bình yên, ta quên đi những âu lo đang trên vai, chút hết đi những muộn phiền vội vã, mình bên nhau để sớm mai cùng nhau nhẹ trôi niềm an lành. Dù ngày mai còn bao hối hả bù bậm, chẳng tha lấy một ai. Ca dư tận hung hãn chung châu, nghe tên gió ngồi như sợ đau. Vẫn biết hết con kia khải thở, vẫn hay mang nặng như lo âu. Bên nhau hôm nay ngày sau, vẫn thương vẫn yêu đậm sâu. Nhẹ như cơn gió mát lành bên trong câu hát anh muốn yêu em dài lâu. Không chỉ thể hiện hai ca khúc, nhóm Đa Láp cũng tham gia diễn xuất một số phần đoạn phim. Sự xuất hiện của bốn chàng trai trong một vai trò hoàn toàn mới tạo nên rất nhiều cảm xúc cho đoàn làm phim và các thành viên của nhóm. Nhóm lâu nay được mọi người biết đến phần nhiều về âm nhạc và cũng đã tập trung cho âm nhạc cũng phải mười mấy năm. Thì đến đây các thành viên nhóm cũng ngồi lại với nhau và cũng thấy rằng cái con người nghệ thuật của chúng ta có thể tìm kiếm những cái cơ hội để mở mang ra bên ngoài cái lĩnh vực lâu nay chúng ta đã quá quen thuộc, đó là âm nhạc. Thì Đà Lạt cũng rất là vui và rất là háo hức khi mà nhận được một cái lời đề nghị để tham gia vào một cái phim truyền hình đang khá là hot. Trong cái buổi tổ chức sinh nhật cho bé Vân thì tôi cùng bạn Duy Hưng bàn về việc là sẽ sáng tác một bài hát để tặng cho Vân trong dịp sinh nhật. Và Hưng có một bài quan họ để tặng đến Vân. Tôi nghĩ là chỉ một cái quan họ không thì nó không có sự đối lập. Và Đa Láp thì hiện tại đang cộng tác rất tốt với cả VTV. Vì vậy tôi nghĩ đến mời Đa Láp để tham gia cái tình huống đấy trong phim. Đây cũng là một cái nhóm nhạc mà mình đã thích từ lâu rồi và thường rất là hay nghe những cái bài hát của họ nữa. Khi đạo diễn nói là sinh nhật Vân lần này sẽ mời khách mời là nhóm nhạc Đa Láp thì mình còn tưởng là đạo diễn nói đùa tại vì thích quá. Và khi mà các anh ấy đến và biểu diễn thì mình như kiểu lúc đó kiểu hòa vào cảm xúc của nhân vật, mình cảm thấy là hạnh phúc thật, vui thật, bất ngờ thật, giống như là nhân vật ở trong cái hoàn cảnh đó. Khi đóng phim mặc dù là những cái vai rất là nhỏ, những cái vai mà thật ra là đóng vai chính mình ngoài đời đưa trong phim, thế nhưng mà nhóm cũng đã cùng với ekip trước mỗi cảnh quay là mọi người cũng gọi là tập dượt với nhau, cũng trao đổi thoại rồi là cũng nuôi cảm xúc để cho những cái cảnh quay nó trở nên tự nhiên và vui nhộn phù hợp với mong muốn của đạo diễn. Thì thật ra nó cũng không hề là dễ, nhưng mà nhóm cũng đã cố gắng và hy vọng là mọi người sẽ hài lòng với cái sự thể hiện đấy. Ngoài cái việc mà thể hiện hai ca khúc theo đúng chuyên môn của mình thì tôi cũng khá bất ngờ về việc diễn xuất của ban nhạc Đa Láp. Họ rất nhiệt tình, hoạt náo và khá là thông minh để có thể phối hợp tốt với các diễn viên trong phim để tạo các tình huống vui nhộn. Cũng như kiểu quay MV thôi, nhưng mà nó phức tạp hơn bởi vì còn nhiều góc máy của diễn viên này, kết hợp diễn xuất này, rồi kết hợp với cả ban nhạc này. Và chúng tôi mất đến gần 9 tiếng đồng hồ để mà hoàn thành xong một phân đoạn đấy. Chỉ là một phân đoạn về cảnh quay sinh nhật của em gái thôi, nhưng mà tôi không nghĩ là mình lại có thể tổ chức cách hoành tráng như vậy được. Lần đầu tiên tham gia diễn xuất trong một bộ phim truyền hình của VTV, Trần Minh Phương, Võ Việt Phương, Nguyễn Trọng Đức và Nguyễn Hoàng Long đã trải qua 9 tiếng thực hiện những cảnh quay với nhiều ấn tượng khó quên. Nhóm cũng rất là nể phục cái sự chuyên nghiệp và cái sự hết mình của các bạn diễn ở trong bộ phim đấy. Họ cũng rất là nhiều năng lượng, mặc dù là quay đến shot thứ mười mấy vẫn phải làm đi làm lại một cái shot khá là dài, nguyên bài hát rồi nhảy múa thứ, nhưng mà không có một cái dấu hiệu nào của sự mệt mỏi, vẫn là rất tràn trề năng lượng và vui. Sự xuất hiện bất ngờ của nhóm nhạc được khán giả yêu mến này hứa hẹn mang đến màu sắc mới mẻ, độc đáo cho bộ phim Gara Hạnh Phúc. Đối với nội dung phim, đối với nhân vật thì thật sự đây là một cái bước chuyển mình rất là lớn của nhân vật. Nhân vật được gặp nhóm nhạc thần tượng của mình, cái nhóm nhạc mà mình yêu thích, nhân vật mở lòng hơn, cởi mở hơn và thậm chí là nhân vật còn chủ động hơn. Đây là cái điều mà nhân vật này chưa bao giờ từng làm. Đây cũng là lần đầu tiên mà trong việc làm phim mà tôi mời một ban nhạc đến để thực hiện trong phim. Nó khá là bất ngờ nhưng cũng tạo được cái sự vui vẻ, thoải mái và một màu sắc mới trong phim. Gara Hạnh Phúc phát sóng lúc 21 giờ 40 phút thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên kênh VTV3. Mời quý vị chú ý đón xem.